Dạ, để tụi con xin được cung thỉnh kinh Địa Tạng Bồ Tát Vương nguyện. Con xin được đọc phẩm thứ hai, Phân Thân Thập Hội. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ hai, Phân Thân Thập Hội. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có từ 100.000 muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả luận, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến họp tại cung trời đau đớn. Cho nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra chúng nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn ức na cho ta đồng cầm hoan đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thấy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác trọn không còn thuyên chuyển. Nhưng chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử, ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở không lúc có lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời đau lợi, lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Bấy giờ Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: ta ở trong đời ác ngục trược giáo hóa những chúng sanh cam cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ tà về chánh, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quên theo tại ngã. Muốn độ chúng nó, ta cũng phân nhìn trong ước thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó hoặc có người căng tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thời tín nhận, hoặc có người phải ăn cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng tâm lòng kính tín ngưỡng mộ, ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh một mũi sai khác như thế. Hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vô thủy luân, hoặc hiện ra thân cổ phương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân thần phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nhấn đến, hiện ra những thân thanh văn, la hán, bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra cho chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp lầm than độ thoát, những chúng sanh căn cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế, ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thờ phải theo nghiệp thọ báo, nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dưới chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghỉ nhớ ta ở cung trời đau lợi ân cần khó trước đây mà gắng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Bây giờ những hoa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp tu lại một hình cơ lệ thương tán mà phải cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ các điều làm cho con được thần lực càng tề nhĩ bàn đầy đủ trí huệ rộng lớn, con thân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hàng hà xa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quân kính ngôi tam bảo khỏi hắn vào sanh tử hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật pháp dễ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi ngó, hoặc tế bằng chừng mái lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Như Lai cho vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong Đức Như Lai cho vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay ta hộ trợ cho ông được toàn nguyện, từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh. Xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Công nguyện mang công đức chỉ một phẩm kinh Địa Tạng xin hồi hướng tất cả các chúng sanh trong hư không pháp giới, nguyện cho tất cả các chúng sanh đều được biết đến Phật pháp tăng tam bảo, để được phát tâm bồ đề rộng mạnh, để biết đường tu tập, để làm lợi lạc cho tất cả các chúng sanh để đến con đường giải thoát. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Con xin cung kính để lễ chư Phật và chư Bồ Tát và xin cáo lui ạ. Xin cung kính một lễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Chư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Thích Bồ Tát. Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Con xin cung kính một lễ ạ. Hôm nay con xin được tham thỉnh một phẩm Kinh Địa Tạng phẩm thứ ba. Con xin được cung kính Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ạ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ ba. Lúc đó Đức Phật mẫu là bà Maya Phu Nhân chắp tay cung kính mà có ngài Địa Tạng Bồ Tát thích giả tốt cho các cõi Di Bồ Đề tại ngày xuất tác có thọ có báo ra thế nào. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: trong nghìn muôn thế giới cho đến nơi độ hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục hoặc nơi có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân hoặc nơi có Phật pháp, nơi thời không Phật pháp, để đến bậc thanh văn và bích chi Phật cũng sai khác như thế. Tuy chẳng phải vì duyên thọ báo nơi địa ngục sai khác sao đâu. Bà Ma Gia Nhân lại bày cùng Bồ Tát rằng: tôi nghe tội báo trong cõi Chư Bồ Đề chưa cảm lễ ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: thánh mẫu trong mong ngài lắng nghe nhận lấy tôi sẽ được nói vượt đó. Thánh mẫu bày rằng: xin thánh giả nói cho. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng: thanh nhậu của những tội báo trong cõi năm Chư Bồ Đề như dưới đây. Nhưng có chúng sanh đáng hiếu thảo với cha mẹ tôi nên giết hại cha mẹ để ra phải đọa vào vô gián địa ngục, mà đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác làm thân Phật bị thương chảy máu khi che ngôi Tam Bảo chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh trong tốn của Thường Trụ ô phạm tăng ni hoặc tứ tình làm sự trong loạn trong tốn chùa tiền hoặc tiết hoặc lại, những chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh giả làm thầy sa môn kỳ thật tâm chẳng phải sa môn, là hưởng của Thường Trụ trái phạm giới luật giạt cấm hàng mật y tạo nhiều điều tội ác hạng người như thế, phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lương hạng đồ ăn uống y phục của Thường Trụ cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó thì phải đọa vào địa ngục ngủ vô gián, cầu tặng mình sự đau khổ trường khóa một niệm cũng không được. Bà Mai Gia Phu Nhân lại là cùng Địa Tạng Bồ Tát: thế nào có sáng địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: thanh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thế Tiên cũng có 18 chỗ thừa kế, đó có 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thừa kế lại có nghìn muôn trong danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục lớn vô gián đó giáp vòng thành hơn 80 dặm, thành đó thuần bằng sắt cao đến 1 phương dặm, người trái trên thành không có chỗ nào ở trống. Trong ngục thành đó có các nhà liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác, riêng có một sự ngục tên là vô gián. Ngục này chu vi 18.000 dặm, từ ngục cao 1.000 dặm, toàn bằng sắt cả, lối trái hực hở xuống trên xuống dưới, tên từ ngục rắn sắt cho sắt không lối đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có rừng rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cả, giờ đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm đầy chật cả. Tinh thần đó đều là do vì những tội nghiệp đã tạo tan đó đã cám vờ như thế. Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trong nghìn quỷ địa xoa cùng với loại ác quỷ răng nanh nén nhọn trường vương cặp mặt tỏa sáng như chiếc nhóm móng tay cứng như đồng móc được bằng gạch. Lại có quỷ địa xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi lên trên không lấy chĩa hướng lấy để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt móng mắt người tội, lại có rán sắt cắn đầu người tội, nơi long đốt trong thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưới ra rồi thái với trên đó, lôi kéo người tội những cầm đố vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cầm lấy như thế, trái có ít khiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này không hại thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác, lúc thế giới khác đó không hại thời lại sanh vào còn khác, lúc còn khác đó không hại thời cũng xoay vần sanh vào còn khác. Khi thế giới này thành xong, thời sanh trở về thế giới này, những sự tội đó trong một vô gián như thế đó lại địa ngục đó, do có năm điều nghiệp cảm kêu nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một, tội nhân trong đó
chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp có lúc nào người ngất nên gọi là vô gián. Hai, một người tội thân đầy trật cả ngục, nhiều người tội mối mối thân cũng đều đầy trật cả ngục nên gọi là vô gián. Ba, những khí cụ đế nhìn tội nhân như chế ba gậy dấu rắn sói chó cốt giá cố sai cơ đục sao má cục cháo dầu xoay nước sắt dây sắt lửa sắt ngựa sắt ra sống nhiều đời nước sắt nóng dưới thân đói thời ăn hoàn sắt nóng khác thời uống nước sắt trôi từ non đạn kiếp đến vô số kiếp những sự khổ sở nối nhau luôn luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián. Bốn, không luận là trai hay gái mừng mãn mọi rồi giả thế sang hành hoặc là rồng là trời hoặc là thần là quỷ hề gây tội ác theo đó mà cảm thấy tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. Năm, nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại muốn cầu tạm dừng dừng khoảng một niệm cũng không nặng trừ khi tội nghiệp đó tiêu hết mới nặng thọ sanh do vì lẽ liên minh nên gọi là vô gián. Ngày Địa Tạng Bồ Tát kia thánh mẫu rằng nó sao được về địa ngục vô gián như thế nếu nó rộng ra thời gian của những khí cụ để hành hình tội cũng những sự thống khổ trong địa ngục đó giàu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Gia Phen nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong khuôn xít lo dầu vào trong tay đành lấy Bồ Tát mà lui ra. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Gia Om ha ha ha, Bụt Sam Mô Đi Sô.